vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 13 người giảng lão pháp sư tịnh không xin mời mở kinh văn tờ thứ ba tờ thứ ba kinh văn nhìn xuống hàng thứ tư hàm cộng tuân tu phổ hiền chi đức câu kinh văn này nói rõ đại chúng dự hội đều là tu hành phổ hiền cho đi có thể biết thế giới Tây phương cực lạc đích thực ra là pháp giới của Bồ Tát Phổ Hiền. Không luận là ở một cõi nước nào, ở một nơi nào. Tất cả chúng sanh sanh đến Thế giới tây phương cực lạc Đều là tu hành phổ hiền Thế Tôn Ngài nói cho chúng ta nghe hành phổ hiền Nói được rất viên mãn Rất rõ ràng Chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh cho đây có thể biết thế giới tây phương cực lạc chính là thế giới hoa tạng không chỉ là thế giới hoa tạng mà còn là trung tâm của thế giới hoa tạng đô hội tinh hoa trong thế giới hoa tạng chỗ này chúng ta phải nên đều phải nên thể hội được Hành phổ hiền Vô lượng Vô biên Phật ở các kinh luận Đem vô lượng hành môn Quy nạp Thành mười loại lớn Mười khóa mục Trong mỗi một khóa mục Hàm nhiếp Vô lượng du biên pháp môn Mười cái khóa mục này Chính là phổ hiện Bồ Tát Thập Đại Nguyện Dư Mà người thông thường chúng ta Đều đã quen thuộc Thứ nhất Lễ kính chư Phật Thứ hai Xưng tán như lai Đã giới thiệu qua với các vị Hôm nay Giới thiệu với các vị Quảng tu Cúng dường Điều này vô cùng quan trọng Chúng ta biết được Người thế gian Không có người nào Mà không cầu phước báo Phước là từ do đâu mà có Phước là do chính mình tu được Tu cái gì Tu bố thí Tu cúng dường Bố thí Cùng cúng dường là một việc Chỉ là ở nơi dụng tâm Có chút khác biệt Phạm phu thông thường chúng ta Đối với tôn trưởng Đối với Phật Bồ Tát Chúng ta cúng dường Đối với người ngang hàng Đối với người thông thường Thì gọi là bố thí Cho đây có thể biết Khi cúng dường Tâm địa chân thành Cung kính khi bố thí thì tâm cung kính liền hạ thấp xuống thậm chí hoàn toàn không có tâm cung kính còn sinh ra một số tâm ngạo mạn để bố thí thế nhưng đều có thể được phước đương nhiên dùng tâm cung kính để tu bố thí cũng chính là để tu cúng dường phước báo có được là vô cùng thù thắng bồ tát phổ hiền dạy cho chúng ta quản tu cúng dường bạn thấy trong đây ngài không nói bố thí để chúng ta đối với tất cả chúng sanh xuẩn động hàm linh đều bao gồm trong đó đều dùng cái tâm cung kính cúng dường giống như chư phật như lai vậy cái phước báo này thì lớn việc này chúng ta phải nên học tập bố thí cúng dường có thể phân làm ba loại lớn ba loại lớn này thông thường chúng ta gọi là bố thí ba loại bố thí Loại thứ nhất Tài bố thí Bao gồm Tất cả tài vật Phải nên Phát tâm bố thí Cho tất cả chúng sanh Bạn có thể tu tài bố thí Quả báo Chính là tiền của Thì dạng chúng ta xem thấy có rất nhiều ở trong xã hội này hào môn quý tộc đại phú trưởng giả trong xã hội ngày nay gọi là ông chủ xí nghiệp họ có của cải rất hùng hậu của cải này từ do đâu mà có bạn nói họ kiếm ra được các vị có tin không họ có thể kiếm ra vì sao bạn không kiếm ra được bạn nói họ dựng may rất tốt tôi xem dựng khí của bạn cũng không kém gì họ vì sao họ có thể có tiền của bạn không có của hay sao xin nói thành thật với các vị của cải này là trong mệnh đều có trong mệnh của họ có không luận là từ nơi nghề nghiệp nào cái nghề nghiệp đó là duyên Bất cứ một nghề nghiệp nào Họ đều kiếm ra tiền Họ đều có thể giàu sang Nếu trong mệnh không có Người ta đem ngân hàng tặng cho bạn Không qua được hai tháng Thì phá sản Vì sao vậy? Trong mệnh của bạn không có Cái đạo lý này phải hiểu Tiền của Không phải do tranh mà được Không phải có thể kiếm ra được không hề có việc như vậy thế gian tôi nghe nói còn có một số người xuất bản một số sách gọi là chí phú bí quyết cái đó đều là giả bạn mua về xem thực tế mà nói họ phát được tài cho bạn đem tiền đến cho họ thì họ phát tài rồi bạn đem sách về nhà xem không ít gì bạn chiếu theo đó mà làm không thể phát được tài Cho nên tất cả phải có trong mệnh Thời xưa nói Công danh phải có mệnh Công danh chính là ngày nay chúng ta gọi là học vị Bạn đi học Lý được học vị gì, gì đó là do mệnh Bạn làm quan Bạn có thể làm được quan to Cũng là do mệnh Phát tài Phát tài được nhiều ít cũng là do mệnh trong mệnh của họ làm sao có Nhưng do đời trước đã trồng Cái nhân này của họ thù thắng Thì quả báo đời này của họ thù thắng Cái nhân này của họ không thù thắng Thì quả báo cũng liền có kém khuyết Cho nên có thể biết Tu nhân mới có thể có được quả Cho nên Phật dạy bảo chúng ta Tu tài bố thí thì được tiền của. Tu pháp bố thí thì được thông minh trí tuệ. Tu vô úy bố thí thì được khỏe mạnh sống lâu. Bạn xem, tiền của bạn cũng cần. Thông minh bạn cũng cần. Khỏe mạnh sống lâu thì càng cần hơn. Ba thứ quả báo này bạn đều cần đến. Nếu bạn không tu ba loại nhân này ngày ngày cởi vọng tưởng thì không thể có được ngày ngày cầu phật bồ tát phật bồ tát cũng không thể nào giúp được cho bạn việc này chúng ta nhất định phải hiểu phật bồ tát không thể ban phước cho chúng ta trong mình của chúng ta không có phật bồ tát đến ban cho chúng ta vậy thì chúng ta cần gì phải tu chứ không cần phải tu ngày ngày định bờ phật bồ tát thì được rồi thì phật bồ tát cho chúng ta rồi không hề có cái việc này có định mở thế nào cũng không ít gì phật bồ tát thương mà không thể giúp phật bồ tát giúp cho chúng ta thông thường chúng ta nói bảo hộ đối với chúng ta gia trì đối với chúng ta không gì khác hơn chỉ là đem những đạo lý này nói rõ cho chúng ta nghe đem chân tướng sự thật nói tường tận cho chúng ta Chúng ta hiểu được đạo lý này rồi Y theo phương pháp Phật dạy cho chúng ta Chính mình tu tập Thì liền có thể có được quả báo thù thắng Đó là sự gia trị của Phật Bồ Tát Đó chính là gia trị bảo hộ của Phật Bồ Tát Dạng nhất không nên mê tín Do đó Người chân thật thông hiểu người chân thật giác ngộ tiền của chúng ta nên đặt ở đâu cho tốt bạn xem thấy xã hội hiện tại đầu tư vào cổ phiếu đầu tư vào đất đai việc này tôi đều không rõ lắm tôi không phải là người trong nghề đủ loại phương pháp để kinh doanh tiền của nghe nói trong hai năm nay kinh tế không tốt lắm một trăm dạng biến thành mười dạng Rất nhiều người tự sát Còn ở trên kinh Phật nói với chúng ta Tài di năm nhà cộng hữu Không phải bạn có Chỉ chẳng qua là Ở trước mắt bạn Để cho bạn xem thấy mà thôi Bạn liền cho rằng tiền của này là của bạn Sai rồi bạn là tâm tùy cảnh chuyển Mỗi ngày trải qua ngày tháng Khổ đói không xa lời Ai làm cho bạn khổ đến như vậy Tự mình làm tự mình chịu Chân thật là Tự làm tự chịu Mê hoặc điên đảo Phật dạy cho chúng ta Làm thế nào mới có thể phát tài Bố thí cúng dường cúng dường cha mẹ cúng dường tam bảo bố thí tất cả chúng sanh tiền của bạn dùng sẽ không hề thiếu các vị phải ghi nhớ tiền dùng không thiếu thì được rồi không cần phải tích lũy không phải nhiều nhiều rồi tai nạn liền đến họa hại liền đến cho nên tài phải biết xả ra nhà nho cũng nói tích nhi năng tán có thể xả ra mới là người thông minh ở trung quốc thời xưa người trung quốc cũng cúng thần tài Người nào cũng đều muốn phát tài Cúng thần tài Nhưng người thời trước có trí tuệ Thông minh Họ không mê tín Thần tài là gì nào vậy? Nghe nói hiện tại Người đại lục cúng thần tài Có thể Cũng bị ảnh hưởng Đài Loan Đài Loan cúng thần tài Cúng quan công quan vũ thời tam quốc quan công chứ phát tài có quan hệ gì chứ không có quan hệ gì quan phu tử con người này tôi xem thấy sửa trường của ông không có gì trung nghĩa hai chữ này ông đã làm được nếu chúng ta cúng quan phu tử học trung nghĩa của ông chân thật là oai vũ bất phục phú quý không màng là mô phạm để chúng ta làm người bạn thấy khoảng thời gian ông ở nơi tào tháo tào tháo dùng hết tâm sức hy vọng ông chân thật đầu hàng để ông sử dụng Thế nhưng qua phu tử Thân tuy là ở nơi tào dinh Tâm thì thường hay nhớ đến hiền chủ Đây là mô phạm tốt nhất cho người đời sau Ngày tuy là dược năm quan Trạm sáu tướng Chỉ đến hiền chủ bên đó Tào Tháo vẫn là rất bội phục đối với ông ấy Người trung nghĩa như vậy Ở thế gian này rất khó tìm Không những Hiện tại không có Vào thời xưa cũng rất ít Người hiện tại không nói trung nghĩa Thấy lợi thì quên nghĩa Chỗ nào đẩy ngộ tốt một chút Đi gì cao một chút Thì lập tức chạy theo Cho nên con người như vậy Đều phải nên cúng dường quan phu tử thường hay nhìn thấy ngài chính mình sanh tâm hổ thẹn trung quốc thời xưa cúng thần tài là cúng ai là phạm nạc người đọc sách xưa có lẽ biết ông là thời đại chiến quốc đại phu của việt dương câu tiễn việt dương cũng tương đối cừ khôi các vị phải nên biết, đó là từ xưa đến nay. Trong nước, ngoài nước, anh hùng hào kiệt xây dựng một chính quyền. Chẳng phải là một việc thật khó. Quốc gia sau khi diệt vong lại phục hưng thì rất là khó. Ở trong lịch sử rất ít thấy. Sau khi diệt vong có thể phục hưng không dễ dàng ở trong lịch sử trung quốc việt dương câu tiễn là thí dụ thứ nhất ông làm thành công ông đích thực sau khi bị nước ngô tiêu diệt có thể phục hưng lại có thể báo được thù đều nhờ ở phạm nạc văn chủng hai người này trợ giúp hai người này là tay trái tay phải của việt dương cho giúp ông hồi phục quốc gia Tiêu diệt lại Nước ngô Phạm nạc thông minh Sau khi đại công cáo thành Ông liền khuyên dân chủng Phải mau rời khỏi Diệt dương câu tiện con người này Ông nhận biết rất rõ ràng Có thể cùng hoạn nạn không thể cùng phú quý Khuyên ông Phải rời khỏi Bảo toàn tánh mạng của chính mình Việc dương câu tiện ở vào lúc hoạn nạn Những người có tài năng Ông rất xem trọng Khi thiên hạ thái bình ông không cần Sợ họ tạo phản Luôn tìm biện pháp Để trừ bỏ họ Cho nên phạm nạc thông minh ông tự mình rời bỏ, lưu lại một bức thư cho văn chủ. Sau khi văn chủ xem xong, cho rằng không nghiêm trọng như ông đã nói đến như vậy. Kết quả không ngoài dự đoán của phạm nặc, cưu tiễn ban cho văn chủ tự chết, cho nên văn chủ chết tự sát, giết công thần. ở Trung Quốc mỗi một triều đại gần như đều có cái việc như vậy giết công thần phạm nạc lén trốn đi đổi tên đổi họ đổi tên là đào chu công làm nghề buôn bán ông men theo con đường tây thi mà làm ăn buôn bán làm ăn không bao lâu phát tài to sau khi phát tài Ông đem tất cả tiền của ra bố thí hết Cứu tế bần khổ Thầy đều thí hết Bắt đầu từ buôn bán nhỏ Lại làm vài năm Lại phát tài Phát tài rồi ông lại bố thí Trên sách sử ghi chép Tam tụ tam tán Ông có thể tán tài ra Bố thí ân đức Đi là tấm gương tốt cho người buôn bán Người làm buôn bán kiếm được tiền của xã hội hoàn trả về cho xã hội cho nên cúng dường ngài là thần tài rất có đạo lý thương nhân mô phạm chúng ta kinh doanh buôn bán phải lấy phạm nặc làm mô phạm ông là người chân thật thông minh thật có trí tuệ thật có học vấn không luận làm bất cứ việc gì ông đều thành công cho nên phải hiểu được tán tài biết được kết ân huệ với tất cả chúng sanh trong phật pháp chúng ta gọi là kết duyên chúng sanh nhận được ân huệ thì chính chúng ta có thể gặp nạn hay sao không thể nào không có gì ăn Tự nhiên có rất nhiều người đưa đồ ăn đến Bạn xem từ tại giường nào Không quần áo mặc Có rất nhiều người đưa quần áo đến cho bạn Bạn không thiếu bất cứ thứ nào Không có nhà để ở Có người đưa nhà cho bạn ở Vì sao bạn có thể có quả báo như vậy Bố thí Chỉ cần bạn chịu bố thí thì được Phước báo tự nhiên Bạn nói xem vì tự tại không cho nên tiền không nên đi đầu tư tiền không nên để ở ngân hàng để ở đâu cũng không đáng tin bố thí cho tất cả chúng sanh đó chính là thật đáng tin nhất định không thể mất hơn nữa cái lợi tức đó đều là nhiều hơn so với lợi tức mà ngày nay các vị làm bất cứ buôn bán gì không biết là phải nhiều hơn gấp bao nhiêu lần Tôi nói lời này với các vị là lời chân thật. Nếu các vị không tin tưởng, bản thân tôi chính là thí dụ. Bạn xem. Mười phương cúng dường đến cho tôi, tôi thấy đều đem bố thí hết. Tôi đi đến bất cứ nơi nào, trên người không cần mang theo một phân tiền. Nghĩ cái gì người ta đều đưa đến cho tôi đều cúng dường hết dùng không hết như vậy thật tự tại thọ dụng trên đời sống vật chất chân thật là tùy tâm sở dục không hề có kém khuyết chút nào con người của tôi đời trước không có phước một chút phước báo cũng không có phước báo này của tôi là tu được từ lúc nào sau khi học phật hiểu rõ được đạo lý này tôi mới thật làm vì thì phương pháp bố thí này đại sư chương gia dạy cho tôi tôi thật làm đã làm rất có hiệu quả Tôi tin sâu không nghi Chân thật tin tưởng Đại sư Ngài dạy tôi làm Phật thị môn trung hữu cầu tác ứng Chỉ cần bạn chịu bố thí Nếu bạn thiếu kém thứ gì Trong lòng vừa nghĩ thì liền đến Thì có người đưa đến liền Tuyệt diệu không thể nói Những năm đầu cái tu được Còn tương đối ít Thế nhưng liền đã có cảm ứng Khi tôi đang cầu học Đời sống của tôi rất là gian khổ Rất là khó khăn Không phải là người thông thường Có thể trải qua được ngày tháng như vậy Tôi mong muốn là thứ gì Kinh sách Muốn nghiên cứu kinh giáo Muốn có kinh sách Khi trong lòng dự nghĩ Đại khái luôn là không đến một tháng thì có người mang đến tôi chỉ ghi nhớ có một quyển sách sáu tháng mới có người mang đến cho tôi đó là một lần dài nhất trung quán luận sớ tôi nghĩ qua sáu tháng mới có người mang đến cho tôi các thứ khác như hoa nghiêm kinh sớ sao khi tôi vừa mới học phật trong lòng điệu muốn có loại này trong một tháng thì có người mang đến cho tôi chân thật là hữu cầu tác ứng Chỉ cần là mong cầu đúng lý, đúng pháp Thì đều có cảm ứng Tôi hiểu rõ cái đạo lý này Thấu suốt chân tướng sự thật Hơn nữa, nhiều năm đến nay Từ 26 tuổi học Phật Thì tôi thật làm Do lão sư dạy cho tôi Tôi chăm chỉ làm Càng làm cảm ứng càng không thể nghĩ bàn Cho nên Tôi đối với từng câu từng chữ trên kinh Phật đã nói Tin sâu không nghi Bạn có thể y giáo phụng hành Chính mình được lợi ích đó là nói tài bố thí bố thí tài được tài phú bố thí ăn uống thì bạn có được ăn uống bố thí quần áo được quần áo bố thí phòng ốc thì bạn được phòng ốc linh nghiệm không thể nói bố thí phật pháp được thông minh trí tuệ được biện tài vô ngại đó đều là mọi người đều cần đến phải tu pháp bố thí phải tu pháp cúng dường bố thí vô ý rất đơn giản rất thuận tiện chính là ăn chay ăn chay là từ đây về sau không hại tất cả chúng sanh tuy là trong Phật Pháp Không khuyên người Ăn trường chay Phật chỉ khuyên bạn Không sát sanh Không hề khuyên bạn Không ăn thịt Bởi vì Thế Tôn Năm xưa còn ở đời Tăng đoàn mỗi ngày đi khất thực Bưng bình bát Phật Pháp là từ bi Di bổn phương tiện di môn bạn đi ra ngoài cất thực Người ta cúng dường cho bạn thứ gì Thì bạn ăn thứ đó như hiện tại quốc gia tiểu thừa Phật giáo Thái Lan, Sri Lanka đều cất thực Họ đều là ăn thịt Người ta cho thứ gì thì ăn thứ đó Không phân biệt Không chấp trước gì thì đúng Tuyệt không thể bảo tín đồ Đặc biệt phải làm đồ chay cho bạn gì thì quá phiền không nên nếu như muốn nói đến bố thí vô úy việc anh chay đó thì rất quan trọng hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển lò sát xanh, tôi chưa đi tham quan qua thế nhưng khi tôi còn nhỏ sanh ra lớn lên ở trong nông thôn trong nông thôn giết heo bán thịt khi nhà bán thịt giết heo nắm lỗ tay của heo lên nói với nó heo ơi heo ơi ngươi đừng trách ta ngươi là một món ăn của nhân gian họ không ăn thì ta không giết ngươi đi tìm người ăn mà đòi mạng đi Các vị thấy họ đem tất cả trách nhiệm đổ cho người ăn. Các vị người nào ăn thịt thì bạn tiêu rồi, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Họ đem trách nhiệm đổ hết cho bạn. Họ không có tội, tội lỗi đều là ở người ăn thịt. Cho nên chúng ta có thể ăn chay. Có thể không ăn thịt tất cả chúng sanh. Đó chính là vô úy, bố thí bồi dưỡng tâm từ bi của chính mình đi là việc tốt bồi dưỡng tâm từ bi của chính mình quyết không tổ hại bất cứ một chúng sanh nào không những là không thể sát hại Ngay đến làm cho chúng sanh vì ta mà sanh phiền não thì chúng ta liền có tội thì có lỗi lầm Cho nên bạn thấy Phật Bồ Tát Tiếp xúc với quần chúng rộng lớn Ở trong tứ tất đàn Điều thứ nhất thì đã nói rõ ràng Khiến cho tất cả chúng sanh Sanh tâm hoan hỷ Đó là Phật Pháp Là Phật dạy cho chúng ta Chúng sanh chăn ghét chúng ta Chúng ta vừa xem thấy Phải mau tránh xa ra Thì họ vui mừng Phải nên như vậy Nhất định phải khiến cho chúng sanh Sanh tâm hoan hỷ Những nơi nào mà chúng ta đến Mới có người hoan nghênh chúng ta Chúng ta ghét bỏ người khác Quả báo chính là Làm cho người khác ghét bỏ chúng ta Cho nên có thể biết Người già Là rất quan trọng Người thanh niên Thì phần nhiều ghét bỏ người già không ưa thích người già Nếu như bạn có cái tâm này Có loại hành vi này Thì hỏi xem Bạn tương lai có già hay không Nếu bạn không già thì đoạn mạng Nếu bạn không muốn đoạn mạng Thì nhất định phải già Khi bạn già thì phải nhận quả báo Bạn có hiểu hay không Khi bạn còn trẻ ghét bỏ người già Khi bạn già rồi Thì người trẻ sẽ ghét bỏ bạn Nhất định sẽ chiêu đến quả báo Nhân duyên quả báo Không sót chút nào Không những không sót Hiện tại quả báo đến Được rất nhanh Bạn bình lặng mà quan sát Chân thật lỡ ngay trước mặt Tạo nghiệp Thì làm gì không bị quả báo chứ Bạn tạo ra là nghiệp thiện Bạn nhất định được quả thiện bạn tạo ra là ác nghiệp Thì phải gặp ác báo Hiện tại các vị đều biết Cái thế gian này Tai nạn Càng lúc càng phức tạp Càng lúc càng nghiêm trọng Cái tai nạn này Là cộng nghiệp Của cả chúng sanh thế gian Rất là Đáng sợ Chỉ hơn một năm qua Kinh tế suy thoái Là mở đầu của tai nạn Vẫn chưa phải bắt đầu Đó là dự báo của tai nạn Tuyệt đối không phải là việc tốt Cho nên mọi người Nhất định phải ghi nhớ lời dạy của Phật Rộng tu cúng dường Y giáo phụng hành Người học Phật chúng ta Phước huệ song tu Có phước có huệ Như vậy thì tốt Giúp đỡ một số người nghèo khó Giúp đỡ một số người khổ nạn Giúp đỡ một số người già yếu Giúp đỡ một số người bệnh tật Toàn tâm toàn lực Giúp đỡ họ Phải thật làm đem tài vật của bạn bố thí hết thật sạch trơn vậy tốt đời sống như vậy mới tự tại mới tiêu diêu bạn phải biết việc bố thí này chính là đem khổ tai nạn của bạn bố thí hết cái ý này rất là sâu rộng các vị nhất định phải tỉ mỉ mà thể hội thế nên trên kinh phật đối với chúng ta trong các cúng dường cúng dường pháp là hơn hết đặc biệt là nhắc nhở chúng ta hơn nữa trong tất cả kinh đại thừa thật là phật từ bi đến tột đỉnh làm ra rất nhiều so sánh cho chúng ta xem Thậm chí nói Bạn dùng bảy báo của Đại Thiên Thế Giới Bố Thí Cúng Dường Cái phước này lớn Ai có phước báo lớn đến như vậy? Không có Phật chỉ nói thí dụ Thí dụ đến cùng tột Bạn dùng bảy báo của Đại Thiên Thế Giới Tu Bố Thí Cúng Dường cái phước đó của bạn rất to rất lớn phước lớn đến như vậy vẫn không thể so với phước báo của người vì người khác nói bốn câu kệ bốn câu kệ là bốn câu trong kinh văn còn không thể so với công đức to lớn nói bốn câu phật pháp Ai có thể tin tưởng Người có thể Thâm nhập kinh tạng Thì tin tưởng Đạo lý này ở đâu vậy Bố thí bảy báo Bằng đại thiên thế giới Chúng sanh có được lợi ích như thế nào Người nghèo khổ có được cơm áo người khổ nạn được sự cứu giúp đời sống vật chất không thiếu kém không có lo lắng họ có được lợi ích này vậy chúng ta muốn hỏi sinh tử luân hồi thì phải làm sao không thể giải quyết Dùng bảy báo đại thiên thế giới bố thí Bạn cũng không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi Hay nói cách khác Chúng sanh có được lợi ích là rất có hạn Chỉ một đời Không thể đời đời kiếp kiếp Sau khi bạn mạng chung rồi Bạn không thể mang đi được thứ gì Chính là Ngay trong nhà Phật đã nói Dạng ban tương bất khứ Chữ tương chính là mang Bà không thể ban đi được thứ gì Chỉ có nghiệp theo mình Bạn phải hiểu được cái đạo lý này Pháp bố thí Khi họ nghe được Bốn câu kinh văn này rồi Cũng chính gọi là Một khi nghe qua tai mãi đã trồng căng lành Cái công đức này to lớn Trước mắt tuy là không thể giải quyết khổ nạn ấm no cho họ Thế nhưng họ tương lai quyết định do một câu này Còn có thể siêu diệt ba cõi sáu đường Siêu diệt mười pháp giới làm Phật làm tổ Đó là chánh nhân Cái nhân này là vĩnh viễn không thể tiêu mất cho nên bố thí pháp cái công đức này rất lớn thù thắng không gì bằng ở trên kinh phật đem pháp bố thí nêu ra bảy thí dụ cho chúng ta bảy đương nhiên cũng không phải là chữ số thảy đều là biểu pháp bảy là đại biểu viên mãn trên kinh di đà đều dùng bảy để biểu thị trên kinh hoa nghiêm dùng mười là nhiều nhất tương đối ít thấy dùng bảy thế nhưng ở trong hành nguyện phẩm để đến cúng dường pháp là ngài nêu ra bảy điều thứ nhất chính là như thuyết tu hành đó là cúng dường chính là chúng ta nói y giáo phụng hành. Điều thứ nhất xếp ở thứ nhất. Ý nghĩa của ngài sâu rộng vô tận. Chúng ta đem những gì Phật nói trong kinh. Mỗi câu, mỗi chữ phải ghi nhớ rõ ràng, phải ghi nhớ. Cho nên tôi khuyên các vị đồng tu khi bắt đầu tu học Nhất định phải đem bộ kinh này Tụng ba ngàn biến Đó là chuẩn bị công phu tu hành Không phải nói bạn tụng ba ngàn biến Thì công phu của bạn thành tựu Không hề có việc như vậy Bạn tụng ba mươi ngàn biến cũng không được Một bước thứ nhất này Chính là làm cho bạn nhớ kỹ Bạn có thể ghi nhớ sau khi ghi nhớ phải cầu giải. Ý nghĩa phải hiểu, không hiểu ý nghĩa không ích gì. Cho nên nếu bạn hiểu rõ đạo lý từng câu từng chữ trong kinh đã nói, dạy cho chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày phải làm như thế nào, đó là thiên chốt. Bạn phải thấu hiểu Thấu hiểu là cầu giải Sau khi hiểu thấu rồi Vậy vẫn chưa được Vẫn chưa thể dùng được Việc này bí lão sư thường hay nói Phải sinh tử thế nào Vẫn là sinh tử như thế đó Không cách gì thay đổi Sau khi tường tận Phải cố làm theo Giáo hóa của Phật Chúng ta thấy đều làm được Bạn có thể làm được bạn mới chân thật được thọ dũng bạn xem bạn có thể làm được là bạn chân thật cúng dường phật phật chính là muốn bạn nỗ lực tu hành làm được chính là nỗ lực tu hành chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày đối với người với việc với vật có ngày nào mà không phạm lỗi lầm lỗi lầm mà chúng ta phạm chính mình không hề biết vì sao không biết Không rõ kinh giáo Những lời dạy trong kinh Chúng ta không rõ ràng Không tường tận Đều cho rằng Chính mình đã làm được rất đúng Làm gì biết được chính mình đang tạo tội nghiệp Sự việc này Buổi tối hôm nay E rằng không có thời gian giảng đến Ngày mai cùng mọi người giảng Sám hối nghiệp chướng sám hối nghiệp chướng thì phải nói đến vấn đề này ở ngay trong cuộc sống làm sao phát hiện lỗi lầm của chính mình làm thế nào đem lỗi lầm của chính mình thay đổi tu sửa lại đó là pháp sám hối sám hối cùng tu hành là không thể phân ra chân thật chỉ là một sự việc cho nên có thể y giáo tu hành Chính là chân thật cúng dường Chư Phật Như Lai Đó là đệ tử tốt của Phật Thật cúng dường Phật đâu cần những hương hoa trái cây của bạn Bày cúng ở ngay trước mặt Ngài Không cần nói Phật không hoan hỷ Tôi nhìn thấy những thứ này cũng không ưa Người ta mời tôi ăn cơm Trên bàn bày rất nhiều thức ăn Tôi xem thấy đều không ưa Huống hồ Phật Bồ Tát Cảnh như của Phật Bồ Tát cao hơn tôi rất nhiều Bày ở trước mặt Tất cả đều không muốn ăn Tất cả đều không cần đến Làm gì có được sự thanh đạm tốt hơn chứ Phật Bồ Tát Hy vọng chúng ta cái gì Hy vọng chúng ta Mỗi một chúng sanh Mau chóng thành Phật Chúng ta thật lòng làm như vậy Vì thì Phật mới chân thật Sanh tâm hoan hỷ Cho nên mới gọi là Thật cúng dường Cúng dường chư Phật Cũng cúng dường Bồ Tát Cũng cúng dường lão sư của chúng ta Lão sư Hy vọng chúng ta là học trò tốt Lão sư mới dinh hiển Chúng ta có thành tựu trên mặt lão sư liền có ánh sáng chúng ta làm càng làm quấy đang tận tạo nghiệp chướng dinh hiện của lão sư hoàn toàn bị mất hết cho nên chân thật tu hành là thật cúng dường lão sư cũng là chân thật cúng dường cha mẹ tổ tiên của chính mình cái gì thường nghĩ xem có đúng không bạn có thể y giáo tu hành đặc biệt là y theo kinh vô lượng thọ mà tu hành vậy còn gì bạn y theo kinh vô lượng thọ mà tu hành chính là mô phỏng a di đà phật tuy là học được mà không thể giống như a di đà phật cũng có được chút giống cũng có mấy phần giống nhau người ta vừa nhìn bạn ô ai di là phật đến vậy thì cha mẹ của bạn liền biến thành cha mẹ của phật bồ tát tổ tiên của bạn liền biến thành tổ tiên của phật bồ tát ngay trong nhà phật thường nói một người thành phật cửu huyền thanh chính là cái đạo lý này đó là bạn chân thật cúng dường tổ tiên cha mẹ của bạn cũng là chân thật cúng dường chân như bổn tánh của chính mình sau khi quay đầu nhìn lại là chân thật cúng dường tận hư không khắp pháp giới tất cả chúng sanh bạn xem thấy chỉ một y giáo tu hành phạm vi của cúng dường rộng lớn đến như vậy Tinh thâm đến như vậy Bạn không thấu hiểu Thì bạn làm sao mà tu Sau khi bạn chân thật thấu hiểu Bạn mới nỗ lực tu hành Phải đem kinh này làm đến được 100% Người khác làm hay không làm Không liên quan với ta Tu hành ở chính mình chính mình phải làm cho được phải làm ra một tấm gương tốt cho người xem cho nên phật đem điều này đặt ở điều thứ nhất nhất định phải y giáo phụng hành nhất định phải thật làm điều thứ hai lợi ích chúng sanh cúng dường khởi tâm động niệm lời nói việc làm của chúng ta trong lòng nhất định phải rõ ràng phải tường tận đối với cả một xã hội tất cả chúng sanh có lợi ích hay không có lợi ích thì chúng ta nỗ lực mà làm nếu không có lợi ích thì nhất định không thể làm ngay trong lợi ích Thù thắng nhất là bố thí Phật Pháp. Đó là lợi ích thù thắng không gì bằng. Chúng ta phải nên phát tâm mà làm. Khiến cho tất cả chúng sanh hoan hỷ, tính tỏ, phụng hành. đó là thành tựu công đức cúng dường của bạn ở vào xã hội hiện đại này chúng ta biết có thể khiến cho chúng sanh có được lợi ích chân thật nhất là đem phật pháp đặc biệt là Kinh Du Lượng Thọ của tịnh Độ Giới thiệu cho quần chúng rộng lớn ở thế gian này Giới thiệu cũng phải có duyên phận Ở trên Đại Kinh Đại Luật phật nói ra rất rõ ràng phật pháp vô nhân thuyết tùy trí mạc đăng giải cho nên phải có người chân thật tu hành họ có thể giải đại pháp đăng giải như lai chân thật nghĩa người như vậy cần phải bồi dưỡng. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên xây dựng đạo tràng ở Singapore. Hiện tại, ông đem lầu 4, lầu 5 tu sửa mới lại, nói với tôi phải tốn 160 dạng. ông làm là cái gì lợi ích chúng sanh cúng dường ông làm chính là việc này để mỗi một vị đồng tu đến nơi đây nghe kinh cảm thấy được là một loại hưởng thụ đều có thể sanh pháp hỷ tôi nghe nói Hiện tại công trình này mới hoàn thành 20% Hiện tại đang đủ được gia công Ông mua ghế ngồi mới Các vị ngồi có thoải mái hay không? Không thoải mái Thì đó với lý một nguyên Loại ghế này ngồi không được thoải mái Ông có tâm muốn cúng dường Vì thì phải cố gắng cúng dường Tóm lại là để mọi người sanh tâm hoan hỷ Bạn xem tôi lần đầu đến Singapore Giảng Kinh Ở đoàn Hoàng Pháp Thanh Niên Khi đoàn vừa mới làm xong Tôi lần đầu giảng kinh du lượng thọ Các đồng tu ngồi là ghế tròn nhỏ Tôi xem thấy rất là đau lòng Tôi nói với ông Không được Mọi người ngồi nơi đó 2 giờ đồng hồ Tôi thấy không chịu nổi cho nên mới đổi thành ghế giữa hiện tại dần dần càng đổi càng tiến bộ không tệ càng đổi càng tốt hơn nơi chốn thì càng ngày càng đẹp về trước không có máy lạnh không có điều hòa hiện tại đều có mọi thứ ông đều không ngừng đang cải thiện vì sao vậy vì để lợi ích chúng sanh những ghi hình mà chúng ta đã giảng hiện trường ngày nay tôi thấy có ba bộ máy đang ghi hình trong đây ghi hình ngay hiện trường chúng ta lập tức do vệ tinh phát sóng hiện tại đài truyền hình phát sóng tiết mục của chúng ta có đài loan đài loan là toàn đảo đều có thể xem thấy Bắc Mỹ Châu Hoa Kỳ Canada Panama Mexico Những khu vực này Mỗi một ngày chúng ta phát sóng một giờ đồng hồ Cả Bắc Mỹ Châu Đều có thể thu nhận được Chính chúng không chỉ mấy người các vị đây Rất nhiều, rất nhiều Ba tuần lễ trước Đài truyền hình phát thanh Hạ Uy Di cũng bắt đầu phát sóng cho nên tương lai Trực truyền bá của phật pháp, pháp nhất định với lợi dụng, dụng khoa học kỹ thuật cao lợi dụng vệ tinh, tinh truyền hình tinh. Đường, đường truyền tinh, internet rất nhanh truyền tinh, đến hiện tinh, trường của chúng ta phổ biến đến toàn thế giới. ở trên đường truyền internet, ở bất cứ quốc gia khu vực nào có di tính thì họ có thể thu nhận được. vì thì tôi nghĩ qua một vài năm nữa, trong màn hình di tính liền có hình, có âm thanh, không chỉ là văn tự. chủ này còn thù thắng hơn so với phát sóng truyền hình dạy tinh Làm thế nào đem Phật Pháp giới thiệu cho đại chúng Đó là mỗi một đồng tu chúng ta Phải cố gắng nỗ lực mà làm Bạn có thể đem tin tức giảng kinh bên đây Nói cho thân bằng quyến thuộc của bạn họ biết được rồi cũng đến nghe tương lai họ nghe kinh nghe pháp làm phật bạn đã độ họ rồi bạn là người giới thiệu bạn đã độ họ do đi có thể biết phổ độ chúng sanh mỗi một người chúng ta đều có thể làm hơn nữa đều không khó khăn sức dễ làm phương pháp để làm thì rất nhiều singapore bên đây có rất nhiều bồ tát có trí tuệ thông minh bạn xem họ làm quảng cáo cũng là bố thí cúng dường các vị phía sau a di đà phật phía trước a di đà phật bằng mặt lên trên người đi qua trên đường không biết là đã độ được bao nhiêu người Họ vừa xem thấy là A-di-đà Phật Một khi nghe qua tai mãi đã trồng thiện căn Những người đó thấy đều được bạn độ rồi Vô cùng là hy hữu khó được Đương nhiên trong đó quan trọng nhất là Phải bồi dưỡng nhân tài về sau Phật Pháp không thể đến chúng ta Thì bị đoạn tuyệt Chúng ta nhất định Phải toàn tâm toàn lực bồi dưỡng nhân tài về sao? bồi dưỡng nhân tài về sau ở singapore làm được rất tích cực từ năm trước bắt đầu mở lớp bồi dưỡng đến khóa trước là chúng ta đã mở được ba khóa ba khóa này mở được rất thành công đáng tiếc chính là thời gian hơi ngắn một chút vậy thì từ khóa này thì chúng ta mở lớp chuyên hoa nghiêm nguyên bản thì chúng ta dự tính kinh hoa nghiêm bộ kinh lớn này ở trong lớp học chúng ta bắt đầu khai giảng hiện tại rất nhiều động tu đều biết hoa nghiêm hay Hoa nghiêm rất có ý nghĩa Nghĩa lý rất sâu Với ngày qua tôi giảng lễ kính chư Phật xưng tán dư lai quảng tu cúng dường Đó đều là ở trong hoa nghiêm Đạo lý rất sâu Hơn nữa còn liên quan mật thiết với đời sống của chúng ta Sau khi học rồi Về nhà lập tức liền dùng được ngay Dùng ngay trong cuộc sống của bạn Dùng trong công việc của bạn Dùng ở nơi đối nhân xử thế của bạn Cho nên chúng ta quyết định Kinh Hoa Nghiêm dọn đến nơi đây giảng Mọi người đều có cơ hội nghe được Nghe băng đĩa thì không bằng như hiện trường Băng đĩa thì kém rất xa với hiện trường Bạn muốn hỏi kém ở chỗ nào? Xin nói với các vị Từ trường không giống nhau Bạn đến ngay chỗ này Ngồi tại đây 2 giờ đồng hồ Đích thân cảm thụ Ở nơi đây Phật quan phổ chiếu Vô lượng thiện thần Di quanh xung quanh chúng ta Cho nên cái từ trường này Thuần thiện không ác Bạn ở ngay nơi đây tâm địa thanh tịnh Tâm khai ý giải Vậy thì làm sao giống nhau được Mấy truyền hình ở trước mặt Bạn lắng nghe Bạn không dễ gì khai ngộ Hiện trường dễ dàng khai ngộ Hiện trường Sức mạnh Phật lực gia trì rất lớn Tôi người giảng Được Phật lực gia trì các vị người nghe cũng được Phật lực gia trì Cũng như trên Kinh Địa Tạng đã nói Đại viên mãn quang minh dân Ở trên đỉnh đầu chúng ta Cho nên đến ngay nơi đây Người người đều có thể sanh tâm hoan hỷ Bồi dưỡng nhân tài chúng ta chọn lấy phương pháp cũ của trung quốc phương pháp cũ là làm thế nào bồi dưỡng là từ ngay trong tính chúng chân thật phát tâm muốn học giảng kinh thì bạn đến báo danh tham gia giảng tiểu tòa việc bồi dưỡng nhân tài là làm như vậy mà bồi dưỡng ra Thì bạn đến tham gia giảng tiểu tòa Tập giảng lại Không cần nghe lại văn biểu của tôi Không cần Chính là hiện trường nghe giảng Buổi tối hôm nay nghe rồi Thì ngày mai giảng lại Đem những gì tôi giảng tối hôm nay Bạn giảng lại một lần Bạn nghe kinh Bạn cũng có thể viết bút ký Bình đẳng giác kinh Tập 14 Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Vậy bạn phải tập giảng lại Đến trình độ thế nào vậy Tôi ở ngay nơi đây Buổi tối giảng qua 2 giờ đồng hồ Sáng sớm ngày hôm sau Bạn giảng lại Đem tất cả những gì đã giảng trùng tuyên giảng lại một lần Giảng được một giờ thì đạt chuẩn thì bạn có thể học nếu như không giảng được một giờ đồng hồ thì bạn nên cố gắng mà nghe kinh không nên học giảng kinh bạn có loại năng lực này thì bạn có thể học giảng kinh tiêu chuẩn này của tôi là hạ thấp xuống rất nhiều hạ đến phân nửa vào thời xưa lão sư không hề chịu giảm bớt yêu cầu của lão sư thời xưa chí ít phải có thể giảng đến 80% Mới xem là bạn có năng lực Đưa bạn ra để bồi dưỡng cho bạn Để bạn làm Pháp Sư Giảng Kinh Sau khi bạn có năng lực nghe rồi Ngày hôm sau Có thể giảng lại được đến 80% Có cái năng lực này thì mới được Không dựa vào băng ghi âm Băng ghi hình dựa vào sức nhớ của bạn, dựa vào lý giải của bạn. Có cái năng lực này, bốn chúng đồng tu đều có thể phát tâm. Không nhất định là người xuất gia, đồng tu tại gia đều có thể phát tâm. Hiện tại nơi chúng ta giảng rất nhiều, cư sĩ Lâm có thể giảng. Có rất nhiều giảng đường có thể giảng. chùa Trúc Lâm cũng có thể giảng pháp luân xạ cũng có thể giảng cư sĩ lý mộc nguyên nói với tôi qua hai hôm dường như ở Quang minh sơn tôi có ba lần diễn giảng dần dần nơi giảng sẽ rất nhiều ở khu vực này có phước rồi phật pháp ở trên toàn thế giới chỉ có singapore chánh pháp hưng dượng đó là phước báo của khu vực này cái thế gian này có tai nạn lớn khu vực này thì không bị tai nạn chư phật bảo hộ chân thật là phật quan chiếu lấy khu vực này đương nhiên phải dựa vào thiện tâm của bốn chúng đồng tu chúng ta mà đến hộ trì học tập giảng kinh Ngày trước Tôi đã nói qua rất nhiều Có lẽ các vị Đã nghe qua Có lẽ các vị Sau khi nghe rồi Thì sớm đã quên mất rồi Pháp sư mới học lên đài giảng kinh Cũng giống như là trồng cây vậy Đó là cây mới trồng Phải cố gắng tưới nước Cố gắng bồi dưỡng Làm thế nào chăm sóc Làm thế nào bồi dưỡng Họ lên đài giảng kinh Các vị phải đến nghe Họ ở trên đài nhìn thấy Ô có rất nhiều người đến nghe như vậy Đại khái ta giảng cũng không tệ Thì họ liền có tính tâm Nếu như vừa nhìn thấy Phía trước chỉ có một hai hàng Phía sau thì không có người nào Ây vậy thì tính tâm tiêu mất Vậy thì lập tức thoái tâm chính mình mất đi lòng tự tin hứng thú học tập của họ sẽ không được phát khởi nhất định phải có người đến nghe giảng được không hay không hay cũng đến nghe giảng xong cũng vỗ tay cổ vũ họ làm cho họ hoan hỷ, làm cho họ có tính tâm làm cho họ biết có nhiều thính chúng đến như vậy bức họ phải lên đài giảng Bước họ phải cố gắng nỗ lực học tập Nếu họ không cố gắng nỗ lực học tập Lần sau giảng tệ hơn lần trước Thì chính chúng sẽ ít đi Không còn nữa Vậy thì sẽ rất xấu hổ Ngay trong chính chúng Không những nên nghe Còn phải khích lệ họ Hơn nữa Còn phải cố gắng phê bình Giúp đỡ họ Cải tiến Họ có chỗ nào giảng được không hay Có chỗ giảng được hàm hồ Có chỗ giảng sai Có chỗ giảng không hiểu được Có chỗ giảng được chúng ta sanh nghi hoặc Đều phải đưa ra Giúp đỡ họ không ngừng cải tiến Như vậy mới là Chân thật bồi dưỡng Pháp sư trẻ tuổi Cho nên Pháp sư mới học lên giảng đài Nhất định phải biết Ngồi bên dưới đều là lão sư Đều là giám học Không được xem họ là thính chúng Không nên vậy Học trò ở trên giảng đài Thì giáo thì ngồi ở phía dưới Bên dưới thấy đều là thầy giáo Dùng tâm báo ân Để giảng Tâm cung kính để giảng Dùng tâm khiêm tốn để học giảng Chúng ta Mới có thể thành tựu như vậy đến nghe họ giảng công đức của bạn sẽ lớn bạn là thấy tổ sư đại đức chư phật bồ tát bồi dưỡng nhân tài tiếp nối huệ mạc phật vậy sao như vậy mà đến nghe kinh công đức sẽ rất lớn công đức còn lớn hơn so với nghe tôi giảng kinh cái cơ duyên này vô cùng hy hữu toàn thế giới chỉ có singapore ở nơi này có ngoài ở nơi này ra bạn đến nơi đâu để tìm không tìm được cơ hội này cho nên các vị đồng tu phải cố gắng nắm lấy ngày ngày họ ở nơi đây giảng kinh các vị ngày ngày đến nơi đây tu pháp cúng dược thành tựu nhân tài tiếp nối phật pháp thành tựu chánh pháp cựu trụ thế gian loại thứ ba <laughs> nhiếp thọ chúng sanh cúng dường cái điều này cũng không dễ nhiếp thọ chính mình cần phải có đức hạnh có tu trì có học vấn bạn mới có thể nhiếp thọ lòng người nhiếp thọ này nếu dùng lời hiện tại mà nói chính là họ có một lực lượng rất mạnh có thể thu phục lòng người người hiện tại đã nói là gì gọi là tâm lý học người buôn bán họ đều gọi là tâm lý học làm thế nào nắm lấy tâm lý của quần chúng phật pháp gọi là nhiếp họ chúng sanh cúng dường bằng làm thế nào có thể hiểu rõ được tâm lý của chúng sanh dẫn dắt họ quay về chánh pháp đó chính là nhiếp thọ chúng sanh cúng dường hay nói cách khác loài cúng dường này thực tế ra mà nói là thay thế tất cả chư phật tiếp dẫn chúng sanh đặc biệt là trong tình độ tông gọi là tiếp dẫn chúng ta phải tiếp dẫn tất cả chúng sanh quy hướng Tịnh độ. Chỉ có pháp môn này một đời quyết định được độ. Không những đối với những người bạn đã quen biết, bạn phải tiếp dẫn họ. Bạn phải khuyên bảo họ Đối với tất cả chúng sanh Cũng phải tiếp dẫn họ Cũng phải đến dẫn dắt họ Trong nhà của các vị Trong nhà chúng sanh rất nhiều Hiện tại ở trong các chung cư lớn Chuột dáng Rùi mũi Đều là chúng sanh Bạn đều phải nên Giáo hóa chúng nó niệm Phật khuyên bảo chúng nó xả bỏ thân xuất sanh cái thân đó rất khổ xả thân xuất sanh khuyên bảo nó niệm phật cầu sanh tịnh độ đối với tất cả động vật còn phải như vậy chúng ta đối với người đương nhiên càng phải thương yêu dùng phương pháp gì để nhiếp thọ Phật tượng, Phật hiệu Hiện tại mấy niệm Phật rất phổ biến Người niệm Phật chúng ta Câu Phật hiệu ở trong nhà 24 giờ không gián đoạn Có lẽ nói Người trong nhà tôi không tin Phật Người trong nhà phản đối niệm Phật Đó chính là bạn tu chưa được tốt theo lý mà nói học trò của a di đà phật là rất được tất cả chúng sanh hoan nghênh bạn là học trò của a di đà phật không được mọi người hoan nghênh thì nhất định có vấn đề bạn phải cố gắng mà phản tỉnh cố gắng kiểm điểm nhất định là chính chúng ta làm không được đúng như pháp chính mình làm được đúng y như lý như pháp làm gì có chuyện không được người hoan nghênh chứ Nhất định nhận được người nhà hoan nghênh Tại khái Việc lệ kính này của bạn Trong nhà bạn Không làm được tốt Nhất định là tôi học Phật rồi Tôi tương lai giảng sanh sẽ làm Phật Các người không học Phật đều có tội Tương lai được phải đọa địa ngục Vậy người nhà của bạn Bạn làm sao có thể cùng sống hòa thuận được với họ chứ Quan gia đối đầu vì thì không thể được Nhất định phải tu lệ kính Ngày trước chưa học Phật Không hiểu được cung kính Hiện tại học được Phật rồi Đối với tất cả người lớn, người nhỏ trong nhà Đều là chân thành cung kính Vì bạn mới thật học Phật Thật đã thay đổi Vì thì người cả nhà của bạn Làm gì mà không hoan hỷ Làm gì mà không tiếp nhận chứ Ngày trước không biết tán tháng người khác, hiện tại biết được tán tháng người khác. Người trong nhà có lỗi lầm, tuyệt đối không nhắc đến, không nên để trong lòng. Người nhạc có gì tốt thì phải khen ngợi. Thay đổi giận khí của cả nhà bạn thật có thể thay đổi nhà nhà đều làm như vậy liền thay đổi được tập quán của xã hội cúng dường là gì vậy cúng dường là phục vụ nhiệt tâm vì gia đình phục vụ trong nhà có rất nhiều người già trẻ lớn nhỏ như vậy vì họ phục vụ chăm sóc đời sống đi lại cho họ đó chính là cúng dường Chúng ta dùng thể lực Dùng lao tác để phục vụ Đó cũng là tài cúng dường Tài có nội tài ngoại tài Chỗ này gọi là nội tài Nội tài còn thù thắng hơn so với ngoại tài Dùng trí tuệ của chúng ta Để nâng cao Mức sống của gia đình Mong muốn người cả nhà trải qua được hạnh phúc hơn An vui hơn Vậy chính là bạn đang dùng pháp cúng dường Bạn dùng trí tuệ để tư duy Làm thế nào thay đổi hoàn cảnh trong nhà Khiến cho làm việc thì an tâm làm việc Nỗ lực làm việc, chăm chỉ làm việc Đi học thì nỗ lực học tập, chăm chỉ học tập chân thật là một gia đình mỹ mãn mở rộng ra chỉ là xã hội hài hòa xã hội bình yên đó thảy đều là ở trong sự cúng dường nếu như chúng ta không làm được chỉ một mực trách cứ người khác đó là sai lầm chân thật tu học đúng lý đúng pháp quyết định có thể nhiếp thọ chúng sanh nhiếp thọ là gì vậy khiến cho người ngưỡng mộ khiến người noi theo làm cho người tự động tự phát hy vọng đến học tập với bạn đến thịnh giáo với bạn đó chính là nhiếp thọ có sức mạnh cho nên chúng ta phải chân thật làm đến nhiếp thọ chúng sanh cúng dường nhất định phải làm một tấm gương tốt cho chúng sanh thấy làm một tấm gương tốt cho xã hội thứ tư đại chúng sanh khổ cúng dường trên kinh phật đã nói tất cả chúng sanh họ dụng của cả một đời đều là tự làm tự chịu làm gì có thể thay thế chứ ai cũng không thể thay thế cho ai thế nhưng ngay trong không thể thay thế cũng có gần giống như thay thế chúng ta phải nỗ lực mà làm chư phật như lai pháp thân đại sĩ các ngài đã siêu diệt mười pháp giới có thể không cần đến vì sao còn có thể trở lại mười pháp giới còn trở lại sáu cõi thậm chí còn trở lại ba đường tùy loại hóa thân như trong phổ môn phẩm đã nói đáng dùng thân gì để độ Ngài liền hiện thân đó để độ Đáng dùng thân người để độ Ngài liền hiện thân người Đáng dùng thân Phật để độ Ngài liền thị hiện thân Phật Đáng dùng thân xuất sanh để độ Ngài liền hiện thân xuất sanh để độ Thậm chí Đáng dùng thân cây cỏ để độ Thì Ngài liền hiện thân cỏ cây Vì khi thọ thân này Thí dụ nói Phật Bồ Tát đến thế gian này Thọ cái thân người này Cũng trụ thế mấy mươi năm Như Thích Ca Mâu Ni Phật Đó là một thí dụ hay Trụ thế mươi năm Giảng Kinh nói Pháp cho chúng ta nghe 49 năm Khi Thế Tôn ngày còn ở đời Tình hình đời sống giống y như chúng ta Còn khổ cực hơn chúng ta Mỗi ngày Ngày còn đi ra ngoài khất thực Đời sống khổ như vậy Ngài có thể không cần phải chịu Ngài bằng lòng nhận chịu đời sống này Làm ra một tấm gương để cho chúng ta xem Thay chúng sanh chịu khổ Đều là khiến cho tất cả chúng sanh giác ngộ Chúng sanh mê hoặc điên đảo Ở trong cái thế gian này Không hiểu rõ chân tướng sự thật Ngày ngày tranh danh đoạt lợi Tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp Vì sao rơi vào ba đường chịu khổ Bạn nói xem quan ủ không Cho nên Thế Tôn vì chúng ta thị hiện Bạn xem thấy Người ta muốn danh Muốn quyền lực Muốn địa vị Ngài là một dương tử Vậy thì thứ nào mà Ngài không có chứ Địa vị của Ngài là quốc dương Quyền lực của Ngài là lớn nhất trong một nước không ai có thể so sánh với quyền lực của Ngài. Tiền của của Ngài Người xưa thường hay nói Quý di thiên tử phú hữu tứ hải Ai có thể so bì được Người khác muốn tranh Ngài thì đã có được rồi Đã đầy đủ rồi Xả bỏ Thầy đều buông bỏ Đó chính là Nói với chúng ta Nhưng thứ đó đều là giả Không phải là thứ tốt Thứ nào là thật vậy Thứ nào là thứ tốt vậy tu hành chân thật làm ra được một tấm gương tốt nhìn thấu buông bỏ dạy bảo chúng ta nếu chính ngài không làm được dạy chúng ta nhìn thấu buông bỏ làm sao chúng ta chịu tin tưởng ngài đã làm được còn làm đến được viên mãn chúng ta tin tưởng là chúng ta học tập một tấm gương tốt ngày nay ngay trong đồng tu chúng ta cũng có không ít người giàu có nếu như bạn chính mình có thể đem đời sống của bạn, đời sống giàu có hạ thấp xuống một bậc, bạn đem những tiền của này đi bố thí, đi giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn, đời sống của bạn hạ xuống một bậc thì khổ rồi, là thay chúng sanh chịu khổ. Như cư sĩ liễu phạm trong điệu phạm tư huấn đã nói. Bạn thấy vợ quân viên liễu phạm Trong đó có một đoạn ghi chép Họ một năm mùa đông Họ may quần áo cho con cái Áo bông, áo len Ông đi nghĩ Người nghèo rất nhiều Mùa đông Người không có áo đi mặc rất nhiều Ông đem áo bông bán đi Để làm áo gòn Vậy thì một bộ có thể đổi được ba bốn bộ người trong nhà cũng không thiếu dư ra thì có thể bố thí cho người khác thay chúng sanh chịu khổ cho nên chính chúng ta ở trong cuộc sống tiết kiệm một chút chịu khổ một chút thì có thể giúp đỡ một số chúng sanh thường hay giữ cái tâm này chính là hay chúng sanh chịu khổ chính chúng ta phải thường hay nghĩ đến thế gian người khổ rất nhiều đời trước chúng ta tu được một chút phước phước không nên ở ngay trong đời này hưởng hết phải biết được không ngừng tiếp tục tu phước thì phước báo của chúng ta không thể cùng tận phước báo này sẽ kéo dài vào thời xưa ấn độ trung quốc địa tử nhà phật không luận tại gia xuất gia rất nhiều người tu khổ hạnh không phải họ không thể cải thiện đời sống của họ không phải không thể chính là mỗi niệm nghĩ đến thế gian vẫn còn có nhiều chúng sanh khổ trong số người xuất gia đầu năm dân quốc các vị đồng tu đều biết lão hòa thượng thư dân đại sư ấn quang đó là tấm gương tốt của người xuất gia chúng ta hai vị đại đức này đều rất tuyệt vời tín đồ của các ngài thật quá nhiều tín đồ cúng dường đối với các ngài rất là phong phú thế nhưng lão hòa thượng hư dân chưa từng may một bộ quần áo mới nào chúng ta thấy rất nhiều hình chụp của lão hòa thượng quần áo mà trên người đều là đắp giá rất nhiều chỗ Tôi chưa thấy trên tấm hình nào của Ngài Mà quần áo không có đắp giá Bạn liền nghĩ đến Không hề may một bộ quần áo mới Quần áo mới của Ngài có hay không? Có rất nhiều Người ta vừa nhìn thấy Lão Hòa Thượng mặc quần áo sách tín đồ lập tức đưa quần áo mới đến Chất liệu tốt thờ may đẹp Kỹ thuật may cao Lão Hòa Thượng mang đem đi làm gì? Xem cũng không xem qua Tính đồ đi rồi Lão Hòa Thượng liền đem đi cúng dường người khác Cúng dường sơ học Người mới tu không có người cúng dường Lão Hòa Thượng vẫn mặc độ rất cũ Chịu khổ thay cho chúng sanh Ngày thật làm Đại sư Ấn Quang Cúng dường cũng nhiều Lão Hòa Thượng đem tất cả đồ cúng dường Đều làm công việc hoàn pháp lợi sanh Cả đời của Đại sư Ngài chỉ làm việc như vậy Thật gọi là một môn thâm nhập Ngài ở chùa Báo Ân Tô Châu Thành lập một hoàng hóa xã Dùng lời hiện tại mà nói Chính là nơi lưu thông kinh Phật Đem cúng dường của mười phương Làm thành tiền vốn in sách tặng cho đến khắp nơi kết duyên với người sách của hoàng hóa xã in in được rất đẹp có thể gọi là sách thiện hiệu đính rất kỹ lưỡng rất ít chữ sai in cũng rất rõ ràng khổ sách rất rộng rất đẹp mắt cả đời chỉ làm một việc như vậy làm sao chúng ta biết được Là từ lúc Ngài Ở Thượng Hải Hộ Quốc Tức Tai Pháp Hội Trong lúc diễn giảng xem thấy Trong lúc diễn giảng Lão Hòa Thượng Nhắc đến phương Bắc có tai nạn Từ trong tài khoản in kinh Trích ra ba ngàn tiền đại dương đi cứu trợ Cứu trợ của Ngài là Lấy tiền từ trong quỹ in kinh Cho nên có thể biết Tất cả tiền của Ngài Từng ly từng tí đều đem đi in kinh bố thí Không hề đem đi làm việc khác Đời sống của Lão Hòa Thượng Vẫn là chúng y như mọi người Không hề cải thiện đời sống Muốn nói ăn một chút gì đó ngon hơn không hề có Cũng không hề may một bộ đồ mới nào cũng không hề chỉnh lý hoàn cảnh nơi ở của chính mình chút nào không hề có Không phải Ngài không có tiền Không phải không có người cúng dường cho Ngài Có Nhưng trải qua ngày tháng cực khổ như vậy Thầy chúng sanh chịu khổ vĩnh viễn Không quên thay chúng sanh chịu khổ Ta giảm bớt một phần thưởng thụ liền Giảm bớt một phần chúng sanh khổ Đó đều là việc chúng ta nên học tập. Chúng ta thường giữ cái tâm như vậy, thường hay làm việc làm như vậy. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sẽ không có khổ nạn. Quả báo như vậy. Bạn có thể thay chúng sanh chịu khổ, làm sao bạn có thể có cái khổ? Hiện tại xã hội này nhiều người khổ nạn, người bệnh khổ càng đáng thương nhất là những người cùng khổ bị bệnh bị bệnh tương đối đáng thương cho nên có không ít đoàn thể tôn giáo làm công việc từ thiện xây bệnh viện bố thí thuốc men là việc tốt xã hội hiện đại giàu có dự phòng đối với bệnh tật mỗi một người đều chú ý đến cho nên quốc gia đối với nhân dân có chăm sóc điều trị chúng ta mỗi một người chính mình cũng sẽ có một ít tài vật Để ở nơi đó Như bị khi bị bệnh Thì dùng tới Khi có bệnh Có khổ nạn thì dùng Người chân thật thông minh Đem những tiền này bố thí hết Phí thuốc thang của ta Phí chuẩn bị thuốc thang Bố thí cho những người bệnh đó nếu như có cấp nạn gì Phải dự bị một số tài vật Đều đem đi cứu nạn Có lẽ bạn muốn hỏi Đến khi chính mình bị bệnh thì phải làm sao Xin nói với các vị Nhất định bạn sẽ không bị bệnh Vì sao vậy phí thuốc men Bạn bố thí hết rồi Phí thuốc men của bạn Để ở nơi đó Thì nhất định sẽ bị bệnh Không bị bệnh Thì tiền đó làm sao dùng Nên không thể không bị bệnh Muốn chuẩn bị tương lai, khi có tai nạn gì, ta muốn chuẩn bị số tiền đó thì bạn nhất định sẽ gặp nạn. Phật pháp nói rất hay. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Bạn không có bệnh, ở nơi đó nghĩ bệnh thì phải bị bệnh. Không có nạn, muốn chuẩn bị tương lai có nạn. Cho nên tai nạn cùng tật bệnh của bạn nhất định không thể tránh khỏi. Nếu bạn đem đi bố thí hết trong lòng thản nhiên bạn cũng sẽ không gặp nạn bạn cũng sẽ không bị bệnh bạn thấy từ tại giường nào tại vì sao không đem nói xả hết hôm nay đều là giảng cho bạn nghe trồng cái nhân như thế nào thì bạn sẽ gặp quả báo như thế đó nhất định sẽ không hề sai không hề sai biệt cho nên chúng ta phải hiểu được Thay chúng sanh chịu khổ Chúng ta có thực lực tận hết sức mà làm Đặc biệt là chúng sanh cử thế ngày nay Bạn phải nên biết khổ nạn lớn nhất là gì Không nghe được Phật Pháp Bao gồm ngay trong tất cả chúng sanh khổ nạn Không có gì lớn hơn so với đây Sau khi nghe Phật Pháp Họ giác ngộ công nghe phật pháp vĩnh viễn mê hoặc điên đảo ngày tháng của họ càng ngày càng khổ càng mê càng sâu cho nên hôm nay chúng ta bố thí phật pháp đó chính là một trong những điều thay chúng sanh chịu khổ phù thắng nhất có thực lực thì xây đạo tràng thịnh pháp sư giảng kinh nói pháp giúp đỡ chúng sanh một phương này phá mê khai ngộ lìa khổ được vui bạn nói xem việc này quan trọng dường nào phải làm đạo tràng như thế nào vậy phải làm một đạo tràng mô phạm đạo tràng thúc đẩy giáo dục của phật đà cái đạo tràng này không làm kinh sám không làm pháp sự không làm pháp hội đạo tràng tịnh tông chúng ta thuần tịnh tông buổi tối giảng kinh ba ngày niệm phật có lẽ các vị muốn hỏi cái đạo tràng như vậy ở nơi địa phương này không có pháp hội không có pháp sự thì thu nhập phải làm sao nếu như bạn chân thật muốn làm như vậy nếu bạn bị chết đói thì chúng ta không cần phải tin phật vậy phật pháp là giả bạn chân thật tu hành đúng pháp không cần phải đi phan duyên một người nào không cần phải đi đình bờ một người nào không cần phải xin tín đồ một xu nào nếu như bạn chết đói trong phật pháp vị thần hộ pháp thứ nhất là bồ tát di đà bồ tát di đà phải bị cách chức để điều tra là thật không phải là giả cho nên cái đạo tràng này nhất định chư phật hộ niệm long thiên thiện thần bảo hộ tuy là bạn không thể dư giả đó là việc nhất định nhưng đời sống của bạn quyết định không có vấn đề lương thực của bạn hết rồi bồ tát di đà sẽ tìm một số người đưa lương thực đến cho bạn không thể để cho bạn thiếu hụt không thể để cho bạn đói khát Cũng không thể để cho bạn lạnh rét Chỉ cần bạn một lòng niệm Phật thì tốt Một lòng làm đạo thì tốt Danh vọng lợi dưỡng thấy đều buông bỏ Tâm địa thanh tịnh bình đẳng giác Đó gọi là đạo tràng chánh pháp Nếu các vị có thể xây dựng một đạo tràng như vậy Đó là đạo tràng mô phạm không luận đạo tràng lớn nhỏ Ở trong đó cộng tu Bốn chúng đồng tu đều có thể tuân theo sáu pháp hòa kính Đạo tràng này của bạn Là một đạo tràng đệ nhất thế gian Cái công đức đó Thù thắng không gì bằng Bạn đem trong phước báo của chính bạn Giảm ít đi một phần Để xây dựng đạo tràng như vậy Lệ thịnh Pháp Sư đến giảng kinh nói pháp lãnh đạo đại chúng niệm phật giải hành tương ưng chân thật là thay chúng sanh chịu khổ cho nên chính mình có phước không nên ở ngay trong đời này tận hưởng hết phước báo của mình hưởng hết rồi đời sau sẽ không còn phước báo nữa nếu như bạn hiểu được tu phước như vậy phước báo đời sau sẽ không thể nghĩ bàn thứ năm cần tu thiền căn cúng dường cái điều này then chốt thiện căn chính là tất cả thiện pháp từ ở nơi gốc này mà sanh ra cho nên gọi nó là thiện căn Thiện căn là gì vậy? Ở trên kinh Phật nói, thiện căn của thế gian pháp có ba điều. Không tham, không sân, không si. Đó là chúng ta phải nỗ lực mà tu. Lực ngược lại, tham, sân, si gọi là ba độc ba độc phiền não có những thứ này thì thật bất an trong lòng của bạn có tham sân si có ba độc hiện tại chúng ta gọi là bệnh độc đó là bệnh độc nghiêm trọng nhất bao gồm tất cả bệnh độc thế gian này đều không lợi hại bằng thứ này Bệnh độc thế gian có nghiêm trọng hơn Nhiều nhất chỉ là chết một mạng này mà thôi Cái sinh mạng này của bạn không thể sống nữa Vậy thì có gì đáng sợ đâu Đó chỉ là một việc nhỏ thôi Tham sân si Cái bệnh độc này rất phiền phức Tham quả báo ở đường ngạ quỷ Sân hận quả báo ở đường địa ngục Ngu si quả báo ở đường súc sanh Bạn đã xem cái phiền phức này có lớn hay không Bạn mất đi thân người Thì không thể có được thân người Đi đến ba đường ác rồi Bạn mới biết được nghiêm trọng Của thứ bệnh độc này Ba thứ độc này nếu lật ngược lại Thì gọi là ba thiện căn. Do đây có thể biết Thế gian bao gồm tất cả ác Tội ác Chính là từ tham sân si Sanh ra Gọi là ba độc Nếu lật ngược lại Bao gồm tất cả việc thiện thế gian đều là từ không tham, không sân, không si mà ra. Chúng ta phải đoạn tham, sân, si. Cho nên Phật thường nói cần tu giới định huệ diệt trừ tham, sân, si, vô cùng quan trọng. Tham, sân, si ba độc phiền não. Nếu như bạn không thể khống chế được, tịnh độ tông tuy là không bảo bạn đoạn phiền não Bảo bạn phục phiền não Một câu a di đà Phật này có sức mạnh Có thể áp chế được tham sân si Tuy có mà nó không thể khởi tác dụng Như vậy mới có thể đới nghiệp giảng sanh Nếu như bạn có thể đem ba độc phiền não tiêu trừ Bạn giảng sanh thế giới tây phương cực lạc Xin nói với các vị Chẳng phải là cõi phạm thánh độc cư mức độ thấp nhất cũng là cõi phương tiện hữu dư càng cao hơn thì sao vậy thì đến cõi thật báo trang nghiêm đi đến bên đó để thành phật thời gian sẽ rất ngắn không cần thời gian phải rất dài liền có thể đến thế giới phương khác để làm phật ở thế giới cực lạc tu hành thành tựu đến thế giới phương khác để làm phật đồng tu chân thật học phật đối với đoạn tham sân si phải hạ công phu nhất định là cần tu giới định huệ nếu như ba cái chữ giới định huệ này các vị nghe rồi dường như rất mơ hồ cũng không biết được phải bắt tay vào từ chỗ nào vì chúng ta không phải từ nơi trên đề kinh giảng cho các vị nghe thì tương đối dễ dàng hiểu được giới chính là tâm thanh tịnh định chính là bình đẳng huệ chính là giác tâm thanh tịnh có thể phá tham tâm bình đẳng có thể phá sân hận giác có thể phá ngu si chỉ cần chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày mỗi giờ mỗi lúc lưu ý tâm địa thanh tịnh tâm địa bình đẳng giác mà không mê thì được đó chính là cần tu thiện căn cúng dường cho nên một người niệm phật bốn chúng đồng tu tu học tịnh độ mỗi niệm đều phải tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác như vậy thì tốt thứ sáu bất xả bồ tát nghiệp cúng dường sự nghiệp của Bồ Tát. Sự nghiệp của Bồ Tát là gì? Hiện tại các vị không luận là ở nơi một nghề nghiệp nào, chỉ cần bạn giác mà không mê cái nghề nghiệp đó của bạn, cái sự nghiệp hiện tại đang làm đó chính là nghiệp của Bồ Tát. Sự nghiệp Bồ Tát cùng sự nghiệp của chúng ta không hề phân ra, là một không phải hai Nếu như chúng ta từ đời nghề nghiệp này Thí dụ chúng ta nêu ra một thí dụ Chúng ta mở một cái tiệm buôn bán Mỗi ngày bạn ở trong tiệm buôn bán Đó là sự nghiệp của bạn Trước khi Bạn chưa học Phật Bạn mở ra cái tiệm này Mục đích là để kiếm tiền Là kinh doanh cái lời này đều là của riêng mình hôm nay bạn học phật rồi làm bồ tát rồi bạn mở cái tiệm này không phải vì chính mình vì xã hội vì đại chúng vì phục vụ xã hội vì thuận lợi mọi người không vì mục đích kiếm lời vì mục đích phục vụ mọi người trong xã hội vì cái tiệm đó của bạn chính là bồ tát nghiệp không luận là nghề nghiệp nào chỉ cần là ta lợi dụng cái nghề nghiệp này để phục vụ xã hội lợi dụng cái nghề nghiệp này để phục vụ chúng sanh khiến cho tất cả chúng sanh được thuận lợi cái sự nghiệp này gọi là bồ tát nghiệp phật bồ tát cùng chúng sanh khác biệt chính ngay chỗ này chính là giữa khoảng một niệm không có khác biệt gì khác cho dù chúng ta còn trẻ khi còn đi học ở trường đi học thì là bồ tát học trò người học trò này ở ngay trong quan niệm của nó ta phải cố gắng nỗ lực phải đem khóa học Học cho thật tốt Lý được học dị Tương lai Từ nơi nghề nghiệp này Phát huy cái Chính mình đã học Vì đại chúng xã hội Phục vụ Vì tất cả chúng sanh Phục vụ Không vì cá nhân chiếm danh lợi Họ là học trò Bồ Tát Họ đi học là sự nghiệp Bồ Tát Cho nên các vị phải nên hiểu Sự nghiệp Bồ Tát Chính ở ngay trong đời sống hiện tại của chính mình Ở ngay trong nghề nghiệp trước mắt Nếu như bạn là một người chủ gia đình Bạn gìn giữ cái gia đình này Thì đó là sự nghiệp của bạn bạn có thể đem gia đình này sắp đặt được rất tốt có điều có lý có trật tự làm cho người cả nhà bạn trải qua được rất thoải mái rất tự tại rất hoan hỉ cái gia đình này làm ra tấm gương tốt cho tất cả mọi gia đình sẽ ảnh hưởng đến người hàng xóm của bạn ảnh hưởng đến trong thôn của bạn bạn là người chủ bồ tát sự nghiệp của bồ tát không cần phải vào trong tự diện không phải vậy chính ngay trong đời sống hiện tại của bạn chính ngay trong công việc trước mắt của bạn thậm chí đến đối nhân sự thế tiếp vật hiện tại chúng ta gọi là thù đáp chỉ cần một niệm của bạn mỗi niệm vì chúng sanh mỗi niệm vì lợi ích chúng sanh mỗi niệm vì giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ dẫn dắt tất cả chúng sanh học phật gọi là Bồ Tát nghiệp Điều sau cùng Phật nói với chúng ta Bất ly bồ đề tâm cúng dường Trong bảy việc này Đầu và đuôi là quan trọng nhất Khi vừa mở đầu Và một tổng kết Tâm bồ đề là tâm chân thật Giác ngộ Tâm triệt để giác ngộ Phật ở trong quán vô lượng thọ Phật Kinh Giảng tâm Bồ Đề với chúng ta Thể của tâm Bồ Đề Tâm Bồ Đề chính là Chân tâm của chính mình Chính là bản tánh của chính mình Ai mà không có tâm Bồ Đề Mỗi mỗi đều có tâm Bồ Đề Đáng tiếc mê rồi Mê rồi thì không gọi là tâm Bồ Đề Giác ngộ rồi Cái tâm này gọi là tâm Bồ Đề Chỉ có giác mê mà thôi bạn nhất định phải giác ngộ Không thể mê hoặc nữa Thể của tâm Bồ Đề Là tâm chân thành Đối với người Với việc Với vật Nhất định phải dùng chân thành Không thể dùng hư vọng Phải dùng tâm chân thành Phải nói lời thành thật Không tự gạt Không gạt người hiện tại trong pháp luật của toàn thế giới đều chú trọng đến quyền riêng tư cá nhân có bí mật không thể để cho người biết bí mật thì làm gì là việc tốt được chân thành hoàn toàn phơi bày không có chút gì bí mật các vị phải nên biết bạn có bí mật thì bạn sống rất khổ sở phải thường hay bảo mật vậy thì rất khổ người không có bí mật họ sống được rất tự tại rất là thoải mái không có bí mật đối với bất cứ người nào cũng đều là trung thực thành thật quyết định không có che giấu tôi ở hoa kỳ có các đồng tu trách tôi pháp sư vì sao ngài không có một chú bí mật nào hết vậy bí mật gì vậy tiền gợi ở trong ngân hàng cái ngân hàng đó mà tôi gửi tiền, mọi người đều biết. Không một người nào không biết, họ nói việc này không thể để cho người khác biết. Tôi nói tại vì sao không thể để cho người khác biết? Trái là số tiền đó cũng không phải của tôi. Tôi cũng sẽ không dùng đến đó. Số tiền đó cho mọi người cúng dường hiện tại không dùng, nên phải để ngân hàng, lúc nào có việc dùng thì liền lấy ra để dùng. Chính tôi từ trước đến giờ không dùng đến. Hiện tại số tiền đó Chi ra lớn nhất Hiện tại chính là tiền học bổng Còn có một số khổ nạn Gặp được những sự việc này Thì tôi giúp cho họ Lần trước ở Hồng Kông Pháp sư Minh Tinh Là học sinh khóa trước của chúng ta Ông nói ông đến quê hương ông Gặp được một học trò trẻ tuổi Tánh tình Học tập đều rất tốt trong nhà rất nghèo khổ Không đủ tiền đi học Trong trường học Bằng lòng miễn tạp phí học cho cậu Thế nhưng sinh hoạt phí cậu không có Tôi hỏi ông ấy Một tháng sinh hoạt phí phải tốn bao nhiêu tiền 200 nhân dân tệ Tôi liền bảo với ông ấy Nên để cho cô ấy cố gắng đi học Học thẳng đến đại học Cả phí dụng của cậu ấy tôi trả Tôi cho Một thanh niên tốt như vậy chỉ vì hoàn cảnh sinh hoạt bức bách Mà không thể đi học Thật đáng tiếc Khi cậu ấy học xong Là một nhân tài của quốc gia Vì địa phương tạo phước Cho nên chúng ta đối với người Là một mảng chân thành Nhất định không có một câu giọng ngữ Tâm chân thành khởi tác dụng Chính là thâm tâm cùng tâm đại bi thâm tâm là hiếu thiện hiếu đức tâm đại bi là giúp cho tất cả chúng sanh đại từ đại bi ở trong tịnh tông chúng ta đã nói hồi hướng phát nguyện tâm tất cả công đức mà chính mình tu được chính mình không cần hưởng thụ Bằng lòng cho tất cả chúng sanh hưởng thụ Bạn nói xem có tự tại hay không An lạc dường nào Chúng ta xem thấy có rất nhiều người Trải qua ngày tháng hạnh phúc an vui Đó mới là an vui chân thật Hạnh phúc chân thật đó là trên Kinh Hoa Nghiêm Bồ Tát Phổ Hiền nói cho chúng ta nghe Bảy loại Pháp cúng dược chúng ta phải quản tu phải dùng tâm chân thành mà tu tận tâm tận lực mà tu phước báo mà bạn có được cũng giống như trên quả địa như lai viên mạng đến như vậy thời gian hôm nay hết rồi a di đà phật sĩ địa chỉ email vòng tay cư sĩ a cầu gmail com người đọc phật tử thiện quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành tâm cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật